Nếu bạn đang là một designer đồng thời cũng là một gamer thì chắc chắn không thể bỏ qua được mẫu màn hình sắp sửa review dưới đây. Hãy cùng đón xem Alphard Computer review mẫu màn hình Gigabyte Aorus. Thôi, gọi tắt là mẫu màn hình FI27Q cho nhanh. Chiếc màn hình các bạn đang xem được sản xuất bởi công ty nổi tiếng trong giới sản xuất main và các đồ họa. Chính vì thế chắc chắn màn hình do họ sản xuất sẽ cực kỳ chất lượng trong giới main. À không, nhầm, ý mình là trong giới màn hình. Gì chứ dăm ba con VGA còn sản xuất được thì mấy con màn hình này có là gì? Chính vì được sản xuất bởi công ty công nghệ cao nên vỏ hộp của chiếc màn hình này cũng cực kỳ thân thiện với môi trường. Vỏ sang trọng, màu mè, bóng bẩy, được làm từ bìa cắt tông nên rất chắc chắn. Xung quanh được gắn rất nhiều logo, tổng cộng để mình đếm cho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái logo. Gắn nhiều như này chắc chắn là hàng ao rồi chứ, thật thì không thể nào nhiều logo như này được. Với kinh nghiệm sản xuất VGA và main thượng thừa nên hãng đã trang bị mẫu màn hình này rất nhiều phụ kiện xịn sò, bao gồm hai cái dây nguồn để cấp điện, dây xuất màn hình để xuất hình, tập bí kíp luyện công để có thể tu luyện được cái bí kíp sử dụng màn hình một cách thành thạo nhất. Đây là một sự chu đáo một cách tinh tế mà chỉ có các tập đoàn nổi tiếng trên thế giới mới có thể làm được. Cùng đến với nhân vật chính ngày hôm nay, chúng ta có một mẫu màn hình 27 inch, viền màn hình siêu mỏng, tạo nên được sự trang trọng cao cấp cho một mẫu màn hình đỉnh cao đến từ Gigabyte. Phần gây ấn tượng mạnh mẽ với mình nhất đó chính là phần logo con chim Aorus to và mạnh mẽ, nó cũng gần giống như mình ấy. Và để nâng đỡ được toàn bộ phần màn hình và logo Aorus mạnh mẽ thì hãng đã trang bị cho phần chân đế cực kỳ chắc chắn. Bạn dù có rung bàn các kiểu các thứ thì màn hình cũng không rung được. Nhưng mà vì sao cái bàn lại rung thì cái đấy là chúng ta sẽ tạm bỏ qua và chúng ta sẽ bàn luận lại sau. Và để tương xứng với mặt trước thì mặt sau của màn hình cũng có thiết kế vô cùng ấn tượng. Với thiết kế mạnh mẽ, đối xứng, nổi bật, tính cơ động cao, khả năng nâng lên, hạ xuống vô cùng linh hoạt. Hệ thống LED RGB siêu ấn tượng, chắc chắn sẽ là đẹp nhất trong tất cả các mẫu màn hình hiện nay. Cổng kết nối thì cực kỳ thông minh, có thể kết nối được hầu như tất cả các loại VGA có trên thị trường. Và nếu như VGA của các bạn mà không có cổng kết nối phù hợp thì hoàn toàn có thể mua thêm cổng chuyển tại Alphard nhé. Với một thiết kế tuyệt vời cả hai mặt của màn hình thì khi bạn chán sử dụng mặt trước thì hãy quay mặt sau lại để ngắm màn hình cũng là một sự lựa chọn không tồi, hoặc dễ hơn một chút thì các bạn mua luôn một cái gương để ở sau màn hình vừa chơi game vừa ngắm màn hình. Ngoài sự ấn tượng về thiết kế ra thì màn hình cũng được trang bị những công nghệ tối tân như dashboard giúp hiển thị thông số FPS, nhiệt độ của CPU, GPU mà các bạn không cần phải đến phần mềm bên thứ ba, game assist hỗ trợ cho game thủ với tâm mạo. Yên tâm đi, cái tâm mạo này không bị tính làm gian lận đâu mà phải lo kiểu bị khóa nick. Phần mềm hỗ trợ riêng và khả năng chống ồn chủ động có mic gắn kèm ngay trên màn hình luôn. Tính năng vô cùng hữu hiệu cho các streamer, gamer thích ngồi chơi ở chỗ đông người nhưng mà lại không thích tạp âm trong việc côn tim. Như các bạn gian hét chẳng hạn có thể bê theo mẫu màn hình này gian hét ngồi cũng được, hoàn toàn hợp lý. Sau tất cả những gì mà tôi vừa review thì các bạn quan tâm đến những phần này này. Phần này với những phần quan trọng này. Khả năng hiển thị màu sắc tuyệt vời tấm nền IPS đi kèm với độ phân giải 2K. Còn kích thước sẽ là 27 inch như mình vừa nói rồi. Góc nhìn độ chính xác màu cực kỳ tốt. Khi mình đo trên phần mềm, thực ra không phải mình đo đâu, cái này là hãng cung cấp thôi, đạt 95% giải màu DCI-P3, 100% giải màu sRGB và đen tại cực thấp, chỉ 0.8 thôi. Ở cái này do hãng cung cấp nha anh em nhé, mình nhắc lại cái này là hãng cung cấp thôi, còn mình bao giờ có thiết bị đo thì mình sẽ đo lại. Khả năng chơi game FPS mobile vô cùng ấn tượng, tấm nền IPS tần số quét 165Hz, dù bạn có lướt nhanh như The Flash thì cũng không sợ bị nhòe. Thời gian phản hồi 1ms, mặc dù mình biết là không phải cái gì nhanh cũng tốt, nhưng thời gian phản hồi càng nhanh thì lại càng tốt. Hỗ trợ cả FreeSync lẫn G-Sync, công nghệ chống rẽ hình xuất hiện là trên tất cả các mẫu màn hình đẳng cấp của Gigabyte, tức là các bạn sử dụng cạc nào nó cũng hỗ trợ hết. Sau một loạt các tính năng hỗ trợ chơi game thì mình xin khẳng định một lần nữa, đây là mẫu màn hình dành cho giới thiết kế đồ họa và chơi game tuyệt vời nhất. Mới chỉ là Gigabyte thôi mà đã sản xuất được mẫu màn hình tuyệt vời như này rồi thì đến lúc tiến hóa thành Terabyte thì còn sản xuất ra mẫu màn hình thần thánh đến cỡ nào nữa. Chúng ta hãy cùng chờ đợi ở trong những video sắp tới. Video review ngày hôm nay được sản xuất với sự tham gia của logo Gigabyte, intro Gigabyte. Chiếc màn hình trên có trị giá 16 triệu đồng nhưng tại Alphard chỉ bán mức giá hơn 13 triệu. Hãy ủng hộ Alphard Computer tại bằng cách nhấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất về video. Và đừng quên ghé vào website alphardpc.com.vn để tạo ngay một sản phẩm ưng ý. Còn nếu không có tiền thì yên tâm, chúng tôi có trả góp 0%. Xin chào và hẹn gặp lại.